các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một trong những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong bóng đá, những tình huống không đẹp, thiếu chuyên nghiệp từ các cầu thủ không thể thiếu để ta có thể bắt gặp. Chính những hành động này đã làm xấu đi vẻ đẹp sẵn có của bóng đá và cần phải có những biện pháp xử lý và khắc phục ngay lập tức. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn theo dõi lại một video tổng hợp những tình huống xấu xí, thiếu thiện cảm trong bóng đá. Một hành vi đáng lên án với cầu thủ số 10 Thuram bên phía Borussia Mönchengladbach khi cầu thủ này có hành động phỉ nhổ lên mặt của Stefan Boss của Hoffenheim. Một hành vi không chỉ làm ảnh hưởng tới danh dự của người khác mà còn rất mất vệ sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành phức tạp. Và kết quả là cầu thủ này bị đuổi khỏi sân khi nhận ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Một pha bóng không mấy gì nguy hiểm khi mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo xanh, để rồi sự lơ là khi có một cái bóng áo đen bên đối phương rất nhanh áp sát tới đã khiến họ phải trả giá. Hậu vệ nhả bóng cho thủ môn nhưng không thể phất bóng được lên phía trên bởi sự băng cắt chớp nhoáng của tiền đạo số 14 đã cướp được bóng dẫn thẳng tới gôn trống. Nhưng chưa kết thúc tại đó, anh chàng này còn có hành động khiêu khích đối thủ khi chần chừ ghi bàn. Đợi đến khi thủ môn áp sát mình mới đưa bóng vào lưới, và với hành động thiếu chuyên nghiệp vừa rồi đã khiến chủ nhân của bàn thắng phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Hành động phân biệt chủng tộc luôn bị lên án rất mạnh mẽ trong bóng đá bởi tính chất nghiêm trọng của nó. Và mới đây, cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới đã rất bất bình trước hành vi có ý phân biệt chủng tộc của trợ lý trọng tài thứ tư trong trận vòng bảng cúp C1 giữa Paris Saint-Germain và Istanbul Başakşehir. Khi mà ông Sebastian Cortes đã có hành động chỉ tay và gọi trợ lý huấn luyện viên Pierre Guebo của câu lạc bộ Istanbul Başakşehir là gã da đen kia, ngay lập tức cuộc tranh cãi đã nổ ra và dẫn đến kết quả phải hủy cả trận đấu bởi cả hai đội đều không muốn tiếp tục thi đấu. Tình huống diễn ra trong trận đấu tiếp đón Paris Saint-Germain của Manchester United trên sân nhà thuộc khu khổ vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021. Một hành động khá thiếu fair play của Scott McTominay khi anh dường như cố ý dẫm lên chân của Neymar sau tình huống va chạm trước đó.
Một pha xử lý khá thiếu chuyên nghiệp này đã khiến cả hai có lời qua tiếng lại khá quyết liệt sau khi hiệp 1 kết thúc. Một hình ảnh rất xấu của Luis Suarez tại World Cup 2014 khi anh có hành động cắn vào bả vai trung vệ Giorgio Chiellini ở phút 80 của trận Uruguay-Italy. Hành động của Suarez ngay lập tức phải nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài chính và ngay sau đó nhận phải những chỉ trích rất dữ dội từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Có vẻ như do sự đeo bám quá chặt chẽ của trung vệ người Italia cùng với tâm lý ức chế do thời tiết nắng nóng đã khiến tiền đạo người Uruguay có hành động bộc phát như vậy. Và lại là một hành động phân biệt chủng tộc đáng bị lên án khác trong trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và Dynamo Kiev. Khi mà trận đấu đang diễn biến bình thường ở phút 77, thì Tyson bất ngờ lấy bóng trong tay thủ môn sút thẳng về phía khán đài, nơi có những cổ động viên đội Dynamo Kiev đang có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh. Để rồi hành động này của cầu thủ, cho dù bị nhận chiếc thẻ đỏ của trọng tài, nhưng người hâm mộ bóng đá đích thực sẽ cảm thấy đồng cảm và hiểu được lý do hành động của anh. Một hành động xấu xí của một phần nhỏ cổ động viên đã góp phần bôi nhọ vẻ đẹp của bóng đá. Một hành động thô bạo rất xấu xí của trung vệ Harry Maguire khi anh có hành vi đạp thẳng vào hạ bộ của Michy Batshuayi sau màn tranh chấp quyết liệt của cả hai. Hành động diễn ra ngay trước mắt khiến cổ động viên Chelsea phản ứng rất dữ dội. Ngay cả huấn luyện viên Frank Lampard cũng tỏ thái độ rất bất bình về hành động đó. Đáng nói là công nghệ VAR lại không giúp trọng tài đưa ra án phạt nặng tay nào cho Maguire vào thời điểm đó. Cho dù đây là một bàn thắng, nhưng tôi nghĩ nó không mang lại niềm vui gì cho các cầu thủ của đội bóng áo xanh ngoài chủ nhân của nó. Một tình huống chủ động ngừng chơi bóng của một cầu thủ áo trắng khi nhận thấy đội bạn có người đang bị đau. Nhưng thay vì hợp tác dừng trận đấu, thì cầu thủ số 23 lại nhanh chân cướp bóng tiến thẳng đến khung thành và ghi bàn. Một hành động không thể thiếu fair play hơn từ người đội trưởng của đội bóng áo xanh này. Một pha bóng rất nguy hiểm với tình huống cao chân của cầu thủ số 30 này. Khi mà cả hai cầu thủ đang lao vào nhau với tốc độ cao, không cầu thủ nào được phép có hành động vung chân về phía đối phương như vậy. Một tình huống rất nguy hiểm, để rồi sau đó cầu thủ này phải lĩnh chiếc thẻ đỏ trực tiếp rời khỏi sân với hành động thô bạo như vậy.
Xô xát giữa đội tuyển Argentina và Croatia đã nổ ra xuất phát từ cú sút bóng rất mạnh của Otamendi vào người của Ivan Rakitic. Ngay lập tức số 7 của Croatia đã phản ứng rất gắt gao với đối phương và kéo theo sau đó là cuộc tranh cãi quyết liệt của cầu thủ cả hai đội. Kết quả cầu thủ bên phía Argentina Otamendi phải nhận một chiếc thẻ vàng vì hành động của mình. Như vậy chúng ta vừa được theo dõi lại những tình huống thiếu fair play cần phải loại bỏ trong bóng đá. Với sự vào cuộc của công nghệ VAR, chúng ta cùng hy vọng về sự giảm bớt những hành động xấu xí này trong tương lai. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.